không giữa thầy rất sôi động phải không ạ? Anh đi về phía núi rừng, đường dốc đá treo leo, anh qua bao nhiêu suối đẹp. Câu lạc bộ Thôn Lồ Hoàng Đá, chúng ta chuẩn bị ạ. Anh đã câu lạc bộ chống bạn chuẩn bị. Các cô ơi, đi chuẩn ra đây giúp cháu ạ.